Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là bộ quạt dàn nóng của Honda Civic 2.0 đời 2008. Đây là em đang giới thiệu tổng thể mặt sau của chiếc quạt. Đây là bốn chân bắt của nó ạ. Chân này là gài luôn vào ạ. Đây là phía sau của motor. Bộ sản phẩm này là hàng liên doanh. Đây là mặt trước của nó ạ. Với cái khung sắt này thì rất là chắc chắn. Độ bền được đảm bảo. Đây là cánh quạt. Phía là trong lòng nõi. Phía trong của cánh là có 3 ốc vít có thể tháo để nhấc được cánh ra. Với bộ sản phẩm của dòng xe này thì cánh quạt sẽ có 7 cánh với chiều hút gió phía vào phía trong của dàn nóng giúp tản nhiệt tốt hơn. Rắc điện để đấu ra với nguồn điện, nó bao gồm 2 rắc. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Bên em có hỗ trợ lắp ráp tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Anh em có nhu cầu thắc mắc về sản phẩm hoặc hỗ trợ cần tư vấn, liên hệ Zalo với em theo số 0769086333. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.